ngày 1 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh chính thức bước vào bình thường mới sau khi trải qua 7 lần giãn cách xã hội, kéo dài 120 ngày với biết bao khó khăn và đau đớn. Có được sự nới lỏng này là do tinh thần chống dịch quyết liệt, đẩy mạnh tiêm vaccine, giãn cách nghiêm và xét nghiệm triệt để. Trong tuần qua, thành phố đã xét nghiệm thân tốc 15 triệu mẫu với tỷ lệ dương tính ở mức thấp. Ngoài ra, 11 quận huyện đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Tại các bệnh viện, số người xuất viện cũng vượt hơn số ca điều trị mới. Thế nhưng cuộc chiến chống dịch vẫn chưa kết thúc. Ngay trong đêm 30 tháng 9, hàng ngàn người đã ô ạc di chuyển về các cửa ngõ, gây ủng tắc nghiêm trọng và khiến Covid-19 có nguy cơ âm thầm lây lan. Vấn đề này diễn biến như thế nào và đâu là hướng giải quyết? Trong thời gian tới, ngành nghề kinh doanh dịch vụ nào được phép mở cửa? Hoạt động nào vẫn tiếp tục tạm dừng? Người dân di chuyển nội thành cần đảm bảo các tiêu chí gì? Ứng dụng nào được dùng như thẻ xanh Covid? Thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch gì đối với việc di chuyển cấp thiết với năm tỉnh lân cận? Các lô hàng vaccine sắp về Việt Nam lên đến hàng chục triệu, nhưng cần phải triển khai tiêm chủng ra sao để đạt hiệu quả tối ưu? Mời quý vị cùng tìm câu trả lời trong bản tin tiêu điểm Covid-19 của FBNC ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với bản tin tiêu điểm FVNC số đầu tiên của tháng 10. Thưa quý vị, những ngày đầu tiên của tháng này cũng là một dịp vô cùng đặc biệt với thành phố Hồ Chí Minh khi đô thị hơn chục triệu dân này đã qua đỉnh điểm của dịch, qua bao nỗi khắc khoải mong chờ và cả hồi hộp nghẹt thở khi chủng virus vô hình bóp nghẹt thành phố suốt 5 tháng rộng rã. Ngày 1 tháng 10, người Sài Gòn nói giỡn với nhau là thành phố đón giao thừa ăn Tết. Đó là cái chất tếu táo tinh thần lạc quan của miền đất phương Nam này, nhưng cũng nói lên được chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới, một bước ngoặt trên hành trình chống dịch. Có hy vọng, hân hoan, cảm giác vỡ hòa của tự do và thở phào nhẹ nhõm, có cả nỗi băn khoăn trăn trở về cuộc chiến chống dịch vẫn chưa kết thúc, cũng có những nỗi buồn không thể nguôi ngoai. Khi cha đi cách ly là chiếc ba lô sọc sạch và lời dặn ở nhà đóng cửa kỹ càng, khi cha về chỉ còn hũ tro cốt. Chuyến đi từ thiện vung vét một lần chót trước khi về đoàn tụ người thân của nữ ca sĩ Bổ ơi, có ai ngờ lại hóa thành chuyến đi cuối cùng của cuộc đời với những lời hứa dở dàng. Đã có biết bao nhiêu câu chuyện khiến cho mọi người rơi nước mắt, đồng cảm với hoàn cảnh riêng của mỗi nhà, bận tâm với những nỗi vất vả chung của toàn thành phố và đất nước. Thế nhưng khi mặt trời mọc, đó sẽ là một ngày mới. Tiếng rao hàng đã vang vọng ở đầu phố, tiệm cắt tóc đã kín lịch hẹn, nguồn quay kinh tế đã nóng lòng cửa mình chuyển động những ngày gian truân nhất xin tạm gác lại. Nếu có điều gì chúng ta quý trọng nhất thì đó sẽ là hai chữ bình an. Nếu có bài học gì chúng ta đã rút ra và cần phát huy nhất trong những ngày tới, đó sẽ là kiên cường. Vậy thành phố Hồ Chí Minh tâm dịch và cũng là trung tâm kinh tế của cả nước đã lên kế hoạch giữ tường thành chống virus cùng với khôi phục kinh tế như thế nào? Mời quý vị sẽ cùng với FBNC theo dõi cập nhật trong bản tin tiêu điểm ngày hôm nay. Và thưa quý vị, kể từ khi dịch bùng phát từ đầu năm 2020 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận gần 800.000 ca nhiễm, gần 609.000 người khỏi bệnh, gần 163.000 bệnh nhân đang điều trị và hơn 19.300 người tử vong. Trong 7 ngày từ 24 đến 30 tháng 9, tổng ca nhiễm trên cả nước giảm 9.986 tương đương với mức giảm 14% so với tuần trước đó. Tổng số bệnh nhân tử vong giảm 308 người, nghĩa là giảm 19%. Đáng chú ý, số người khỏi bệnh tăng 45.406 người, nghĩa là tăng đến 65%. Nói riêng tại thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 7 ngày qua, mỗi ngày thành phố ghi nhận từ 3.800 đến hơn 5.100 ca, mức cao nhất báo cáo vào hôm 26 tháng 9. Trung bình từ 24 đến 30 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mỗi ngày thêm gần 4.300 ca mắc mới, thấp hơn mức trung bình của tuần trước là khoảng 5.000 ca. Tuy vậy, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện đã có 11 địa phương công bố kiểm soát được dịch Covid-19, gồm quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè, quận 5, quận Gò Vấp, Phú Nhuận, thành phố Thủ Đức, quận Tân Bình, quận Nhất và quận 3. Trong số 11 địa phương báo cáo kiểm soát được dịch bệnh thì quận 7, huyện Củ Chi và Cần Giờ đã được thí điểm một số hoạt động từ ngày 16 tháng 9. Để từng bước đạt được đến trạng thái bình thường mới, thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực triển khai những biện pháp quyết liệt nhất. Đơn cử như trong tuần qua, thành phố đã hoàn thành được xét nghiệm diện rộng thần tốc nhất từ trước đến nay, lấy mẫu 15 triệu lượt người. Tỷ lệ dương tính chỉ ở mức 0,1%. Cụ thể từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm theo phương thức hai ngày đầu xét nghiệm hết 5 vùng nguy cơ, hai ngày kế tiếp xét nghiệm xong vùng cam đỏ và hai ngày tiếp theo xét nghiệm hết 5 vùng đỏ, cam, vàng, cận xanh và xanh. Với cách làm này, trong 6 ngày, thành phố Hồ Chí Minh đã xét nghiệm 3 lần cho người dân vùng đỏ, cam và hai lần cho người dân vùng vàng, cận xanh và vùng xanh. Tổng số lực xét nghiệm thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong 7 ngày là 15 triệu lượt người. Trung bình mỗi ngày xét nghiệm cho 2,3 triệu người, đặc biệt có ngày hơn 3,2 triệu người được lấy mẫu. Kết quả, thành phố phát hiện gần 35.400 ca dương tính. Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá đợt xét nghiệm từ 21 tháng 9 là thành công nhất, xét nghiệm trên diện rộng nhất với thời gian thực hiện ngắn nhất, tỷ lệ dương tính liên tục giảm ở tất cả các vùng nguy cơ. Tỷ lệ dương tính khi xét nghiệm đại trà đã giảm sâu và một tín hiệu lạc quan khác là dường điều trị COVID-19 cũng vơi đi nhiều bệnh nhân trong tuần qua. Nhiều bệnh viện COVID-19 bắt đầu trống dường điều trị, có nơi còn chưa đến 100 bệnh nhân số ca nhập viện những ngày gần đây ít hơn số xuất viện, bệnh nhân nặng giảm mạnh. Tính đến ngày 27 tháng 9, các bệnh viện tầng 2 và 3 đang điều trị hơn 36.000 F0, chiếm một nửa trong số hơn 65.000 giường. Đây là một trong những tín hiệu lạc quan của thành phố. Sau thời gian dài, lượng bệnh nhân xuất viện mỗi ngày đều thấp hơn số nhập viện. Khi mà sau thời gian dài, lượng bệnh nhân xuất viện mỗi ngày đều thấp hơn số nhập viện, các bệnh viện quá tải trong khi ở cao điểm hồi tháng 7 tháng 8 thành phố liên tục khẩn cấp lập các bệnh viện giả chiến trên cơ sở trưng dụng ký túc xá chung cư mới chưa đưa vào sử dụng trường học vân vân để chuyển đổi công năng hoặc tách đôi bệnh viện và cứ thiết lập đến đâu thì kính bệnh nhân đến đấy Thời gian qua, nhờ chiến lược tăng tốc tiêm vaccine, F0 được quản lý tốt ngay từ sớm tại nhà, số bệnh nhân nặng từ tầng dưới chuyển lên tuyến đầu giảm, tỷ lệ bệnh nhân hồi phục tăng cao, kéo theo số tử vong cũng thấp hơn, giường trống nhiều hơn, y bác sĩ giảm áp lực hơn so với trước. Thưa quý vị, như vậy sau 120 ngày giãn cách ở nhiều cấp độ, thành phố Hồ Chí Minh đã dần thoát khỏi giai đoạn dịch bệnh căng thẳng nhất. Từ sau ngày 30 tháng 9, thành phố quyết định dỡ các chốt nội đô, bỏ giấy đi đường, người dân có thể đi lại nhưng không tự ý ra khỏi thành phố, theo Phó Chủ tịch thành phố Lê Hòa Bình cho biết. Theo Phó Chủ tịch Lê Hòa Bình phát biểu trong cuộc họp báo sáng ngày 30 tháng 9, công tác phòng chống dịch của thành phố đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Hệ thống y tế được tăng cường củng cố, số ca nhập viện chuyển nặng và tử vong liên tục giảm. Tỷ lệ tiêm vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên đạt trên 95% mũi 1 và trên 45% mũi 2. Một số hoạt động thí điểm phục hồi kinh tế xã hội tại quận 7, huyện Cần Giờ, Củ Chi đảm bảo an toàn. Ý thức của người dân và doanh nghiệp về phòng chống dịch được nâng cao. Tuy nhiên, theo ông Bình, tình hình dịch ở thành phố vẫn phức tạp. Số ca mắc mới, số ca đang điều trị tại nhà và các cơ sở y tế, tỷ lệ tử vong vẫn còn cao. Mặt khác, tỷ lệ tiêm vaccine tại các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam vẫn còn rất thấp tỷ lệ tiêm vaccine mũi 2 của thành phố chưa cao, đòi hỏi các quyết định chính sách phục hồi kinh tế của thành phố phải thận trọng phù hợp với cả vùng. Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tinh thần chỉ thị mới không phải cho các hoạt động ồ ạt mở cửa trở lại mà phải có lộ trình để đảm bảo an toàn với tinh thần sức khỏe người dân là trên hết. Theo kế hoạch từ ngày 30 tháng 9, nhiều ngành nghề kinh doanh dịch vụ được hoạt động trở lại như các cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập và tư nhân, các cơ sở dịch vụ y tế, các cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, các hoạt động sản xuất, thương mại, kinh doanh, dịch vụ được phép hoạt động trở lại, doanh nghiệp cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, công viên phần mềm quan trung, cụm công nghiệp, doanh nghiệp, hợp tác xã thương mại dịch vụ, tổ hợp tác, hộ gia đình kinh doanh nông lâm ngư nghiệp, dịch vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở thú y, người hành nghề thú y việc hoạt động cũng cho phép với công trình giao thông xây dựng cung cấp lương thực thực phẩm trung tâm thương mại siêu thị siêu thị mini cửa hàng tiện lợi cửa hàng tạp hóa chợ đầu mối chợ truyền thống xăng dầu ga hóa chất điện nước nhiên liệu vật liệu dịch vụ mua bán sửa chữa bảo trì các loại xe máy móc thiết bị dân dụng công nghiệp dịch vụ quản lý vận hành bảo trì sửa chữa ứng dụng các hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan tòa nhà chung cư Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang đi. Đối với nhà hàng trong các cơ sở lưu trú, cơ sở nghỉ dưỡng, tham quan du lịch, chỉ được phục vụ tại chỗ cho khách lưu trú, tham quan, không tổ chức buffet. Cơ sở cắt tóc gọi đầu được hoạt động tối đa 50% công suất. Hoạt động của các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự tập trung tối đa 10 người. Trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, được tập trung tối đa 70 người. Đám tang đám cưới tổ chức tối đa 20 người cùng một thời điểm. Các hoạt động tiếp tục phải tạm dừng gồm sự kiện văn hóa nghệ thuật, tôn giáo tín ngưỡng meeting, lễ phát động trừ các trường hợp được cho phép, quán bar, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử, bán hàng rong, vé số dạo. Sau 30 tháng 9, thành phố bỏ giấy đi đường sẽ ứng dụng công nghệ thông tin để giảm phiền hà cho người dân nhưng phải đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, người dân không tự ý đi xe cá nhân ra khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói, thành phố vẫn duy trì 12 chốt chính và 39 chốt phụ giáp ranh các tỉnh. Còn các chốt nội đô sẽ dỡ bỏ. Người dân khi đi đường sử dụng mã QR của ứng dụng VNEID và ứng dụng y tế HCM có thể hiện lịch sử tiêm vaccine đến khi ứng dụng BC Covid chính thức được đưa vào hoạt động. Trường hợp không có mã QR, xuất trình các giấy tờ, F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày, đã tiêm chủng ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm mũi 2 và ít nhất 14 ngày sau tiêm. Công an thành phố sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất trên đường 24 trên 24 để tá quan chia sẻ. Tâm lý người dân sau quy định mới muốn về các tỉnh, nhưng theo tinh thần chỉ thị này không cho phép. Việc người dân đi về sẽ gây ung ứ ở các chốt, gây nguy cơ dịch bệnh. Công an sẽ xử lý nghiêm những trường hợp cố tình thông chốt. Về nhiều người, thành phố Hồ Chí Minh đang bị kẹt ở các tỉnh. Làm thế nào để quay trở lại thành phố? Phố Chủ tịch thành phố Lê Hòa Bình cho biết, Người dân có nhu cầu cần gửi đơn lên Sở Giao thông Vận tải để xem xét. Thành phố hiện chưa có bộ tiêu chí hay quy định cho việc đưa đón này, chỉ tổ chức đưa đón công nhân lao động ở các tỉnh về. Đối với công tác phòng chống dịch thời gian tới, thành phố lưu ý các quận huyện phong tỏa theo điểm cách ly để phòng chống dịch phải xác định được phạm vi, quy mô giãn cách theo nguyên tắc, phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất từng nhà. Về xét nghiệm, theo Phó Chủ tịch Lê Hòa Bình, thành phố sẽ ưu tiên tiêm đủ liều cho lực lượng tuyến đầu, người có nguy cơ cao, có bệnh nền trên 50 tuổi, phụ nữ mang thai, lực lượng sản xuất. Thành phố triển khai tiêm vaccine cho trẻ em khi có hướng dẫn của Bộ Y tế và có nguồn vaccine phù hợp. Thưa quý vị, có lẽ chúng ta không bao giờ quên được thời điểm cuối tháng 5 2021, thành phố Hồ Chí Minh chỉ có lác đác vài điểm phong tỏa vì liên quan đến ca mắc Covid-19. Sau đó, số điểm phong tỏa tăng mỗi ngày, Đến giữa tháng 8, thành phố có gần 5.300 điểm phong tỏa trên khắp 22 địa phương. Sau đó, ngành y tế không còn đếm số điểm phong tỏa nữa. Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu bước vào đợt tăng cường giãn cách xã hội kéo dài hơn 5 tuần. Nhiều rào chắn đã rỉ sét, gần như biến thành một phần của cuộc sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu một giai đoạn lịch sử của đô thị hơn 10 triệu dân. Thế nhưng từ trưa ngày 30 tháng 9, khoảng 300 rào chắn ở vùng nội đô đã hoàn thành sứ mạng của mình và được dỡ bỏ. Tuy nhiên về việc lưu thông trong giai đoạn tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoàng lưu ý từ ngày 1 tháng 10, người dân có thể đi lại bình thường trong phạm vi thành phố nếu có lý do chính đáng. Thành phố vẫn sẽ tổ chức các chốt kiểm soát lưu động tuần tra đột xuất ngẫu nhiên trên đường. Nếu khi kiểm tra, người nào ra đường không có lý do chính đáng thì vẫn bị xử lý theo quy định theo lời của ông Hoàng nói. Theo báo chí ghi nhận trong sáng ngày 1 tháng 10, ngày đầu tiên bước vào bình thường mới, các tuyến đường từng nổi tiếng với đặc sản kẹt xe của Thành phố Hồ Chí Minh như Nguyễn Kiệm, Quang Trung, quận Gò Vấp, Bạch Đằng, quận Tân Bình, Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh đã tái ngộ với rất đông phương tiện cá nhân khi người dân tiến về trung tâm thành phố đến công ty làm việc trở lại. Khung cảnh quả thật là ơn giời Sài Gòn đây rồi. Đối lập với vẻ ảm đạm và thưa thớt xe cộ vào cuối tháng 8, lúc mà Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện ai ở đâu ở yên đó. Trên thực tế, việc đường phố đông đúc xảy ra từ cuối tháng 9 khi thành phố Hồ Chí Minh cho thêm một số nhóm tăng thêm lượng shipper được ra ngoài. Đề xuất 5 trường hợp được đi lại giữa thành phố Hồ Chí Minh và 5 tỉnh lân cận. Lo ngại tình trạng hàng ngàn người về quê tự phát ở cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh. Về tiêm chủng 740.000 liều vaccine Sputnik V đã về Việt Nam. Chính phủ bổ sung hơn 3.200 tỷ mua 20 triệu liều vaccine Sinopharm. Bộ Y tế đề nghị tăng tốc tiêm chủng do vaccine sắp về số lượng lớn. Tất cả sẽ được cập nhật trong phần tiếp theo trong bản tin tiêu điểm FBNC. Và thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau điểm qua những kế hoạch về di chuyển và khôi phục hoạt động dịch vụ sản xuất, dịch vụ ở nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Vậy còn việc lưu thông giữa thành phố và các địa phương lân cận thì như thế nào. Đây cũng là một vấn đề rất quan trọng và được nhiều người dân quan tâm. Được biết thành phố Hồ Chí Minh hôm 30 tháng 9 đã có dự thảo lấy ý kiến phương án tổ chức giao thông cho một số trường hợp có nhu cầu thường xuyên lưu thông giữa thành phố và năm tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh và Bà Rịa Vũng Tàu. Theo đó các đối tượng bao gồm công nhân, chuyên gia, người đi khám chữa bệnh, người đến sân bay Tân Sơn Nhất ra nước ngoài được tạo điều kiện di chuyển hơn. Dự thảo nêu rõ các phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông đến và ngang qua thành phố Hồ Chí Minh phải có giấy nhận diện có mã QR. Xe đi qua thành phố không được dừng đổ trừ trường hợp bất khả kháng như xe bị hư hỏng, sự cố kỹ thuật, sự cố sức khỏe của người trên xe. Theo dự thảo, có 5 nhóm thường xuyên di chuyển gồm vận tải hàng hóa, đưa đón công nhân, chuyên gia, hoạt động công vụ, khám chữa bệnh và đưa đón sân bay Tân Sơn Nhất. Mỗi nhóm sẽ có các quy định cụ thể để được đi lại giữa các địa phương. Cụ thể, hoạt động đưa đón công nhân chuyên gia do các doanh nghiệp tổ chức từ các tỉnh thành đến nhà máy ở thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại đáp ứng hai điều kiện đã tiêm vaccine phòng chống COVID-19 mũi thứ nhất đủ 14 ngày hoặc đã khỏi COVID-19, kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực. Nhóm công chức viên chức của các tổ chức chính trị xã hội, các sở ngành của các tỉnh, thành phố tham gia hoạt động công vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, di chuyển bằng ô tô phải đáp ứng đủ 3 điều kiện. Tiêm vaccine mũi 1 đủ 14 ngày hoặc đã khỏi COVID-19, kết quả xét nghiệm âm tính và giấy tờ liên quan đến hoạt động công vụ như thư mời, giấy giới thiệu của cơ quan. Người dân từ các tỉnh đến thành phố Hồ Chí Minh để khám chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu và đảm bảo một trong hai điều kiện giấy chuyển viện hoặc giấy hẹn tái khám của bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh, xác nhận của chính quyền địa phương cấp phường xã cho phép di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh để khám chữa bệnh. Người đi đến sân bay Tân Sơn Nhất thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải về đưa hỗ trợ người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế. Trong đó phải đảm bảo tối đa 4 người đi một xe gồm một hoặc hai lái xe và hai người có vé máy bay ra nước ngoài cùng chuyến bay. Thưa quý vị, trước hay sau dịch Covid-19 thì thành phố Hồ Chí Minh vẫn sẽ là mảnh đất cưu mang và chấp cánh phát triển cho nhiều nhân tài trên khắp cả nước. Hay nói gần gũi hơn là nơi mà người dân tứ xứ có thể đến đây làm ăn lập nghiệp. Và dù có những bộn bề lo toan, những ôm ào sôi động của đô thị lớn hàng đầu Đông Nam Á, thì đâu đó lúc thành phố lên đèn, lúc trời bất chợt mưa tầm tã, lúc chật vật mưa sinh, thì chúng ta lại chỉ muốn trở về bên gia đình, về quê, gặp người thân cho vơi đi nỗi nhớ. Tuy nhiên chúng ta đang ở trong giai đoạn vô cùng đặc biệt, dịch đã giảm nhưng chưa hết, thành phố mở cửa nhưng không phải sổ lòng. Vì vậy vào tối 30 tháng 9, dù thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương nhấn mạnh người dân không nên về quê tự phát thì tình trạng này vẫn xảy ra ở các cửa ngõ, có nhiều gia đình bốn người cùng đồ đạc lĩnh kỉnh chất lên xe máy, bùng bế nhau chờ đợi vật vã ở chốt kiểm soát hơn 10 tiếng đồng hồ. Việc này bắt nguồn từ hoàn cảnh khó khăn của mỗi người dân, nhưng cũng đặt ra áp lực lớn cho lực lượng điều phối giao thông và tình hình sức khỏe của thành phố nói chung, trong khi đô thị sầm út này chỉ vừa trở mình sau cơn bão bệnh. Ghi nhận tối ngày 30 tháng 9, khi thành phố rụt rịch bước vào bình thường mới, nhiều người dân đã lái xe máy hướng về miền Tây. Họ bị lực lượng chức năng ở chốt kiểm soát cửa ngõ giáp ranh Long An, thành phố Hồ Chí Minh chặn lại, yêu cầu quay về nơi ở. Dòng người từ nhiều ngã đã đổ về chốt kiểm soát giáp ranh giữa huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh và huyện Bến Lức Long An để về miền Tây. Càng về tối lực lượng đổ về càng đông, đứng chắn một làn đường khiến quốc lộ ùn tắc. Đám đông liên tục rồ ga và cùng hô to về quê, về quê. Nhiều người nằm vạ vật trên đường vỉa hè phía đối diện trung tá Nguyễn Văn Tâm, chính trị viên ban chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh nói qua loa. Dịch bệnh ở thành phố Hồ Chí Minh mới cơ bản được kiểm soát. Theo chỉ đạo của chính phủ, bà con chưa thể về quê. Để vận động người dân quay về nơi ở, đến 20 giờ, lực lượng chức năng cung cấp nước suối và sữa cho gia đình có con nhỏ để lót dạ, đồng thời phát phiếu thu thập thông tin lập danh sách. Cảnh sát liên tục vận động người dân quay về nhà trọ, nhưng đám đông vẫn không chấp hành. Không bỏ cuộc, khoảng 100 cảnh sát cơ động giao thông cùng Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh vẫn cố gắng duy trì trật tự, vận động người dân quay trở về nơi ở, tránh tụ tập nguy cơ lây dịch bệnh. Đến gần 23 giờ, lực lượng chức năng phải tách một đoàn về huyện Bến Lức Long An để giảm ủng tắc. Một người đàn ông 29 tuổi chở vợ cùng ba đứa con về quê ở Sóc Trăng nhưng bị kẹt ở chốt từ 16 giờ. Anh cùng vợ làm phụ hồ nhưng đã thất nghiệp 3 tháng nay, phải tạm ở trong xưởng của người quen. Anh Trần Tình, giờ họ không cho ở nữa nên cả nhà tôi biết đi đâu ngoài tìm đường về quê, chứ tiền bạc cũng không còn, ở đây thì cả nhà chỉ có chết đói mất. Gần đó, nhiều bố mẹ dùng bìa cạc tông, quạt đuổi mũi cho con ngủ trên bãi cỏ, sau nhiều giờ chờ được qua chốt để về nhà. Một phụ nữ 33 tuổi quê ở Kiên Giang, rơm rớm nước mắt chia sẻ. Không có tiền, không việc làm, bây giờ tôi ở thành phố cũng không được mà về quê cũng không xong. Trong khi đó tại chốt cửa ngõ thành phố Thủ Đức đoạn gần khu du lịch Suối Tiên, trong chiều nay hơn 100 người mang theo hành lý tự chạy xe máy về quê. Tuy nhiên khi đến chốt kiểm soát cửa ngõ, họ bị lực lượng chức năng gồm công an, quân đội chặn lại, yêu cầu quay lại về nơi ở. Trong dòng xe cộ ung tắc có người đàn ông 62 tuổi cùng con trai tính chạy xe máy về quê ở huyện Định Quán, Đồng Nai, mang theo hũ tro cốt cùng di ảnh của người vợ mất vì Covid-19. Ông nói, nghe tin thành phố nới lỏng giãn cách, tôi muốn đưa cho cốt này về quê để bà ấy được an nghỉ. Lực lượng chức năng tại chốt cửa ngõ thành phố Thủ Đức đã phát loa thuyết phục vận động người dân quay về lại nơi ở và liên hệ chính quyền địa phương để được trợ giúp cảnh sát cầm giấy đến từng người, ghi lại thông tin nguyện vọng của người dân để phối hợp với các đơn vị có phương án hỗ trợ. Nhìn chung, những ngày gần đây, sau khi một số tỉnh thành ở miền Tây nới lỏng giãn cách, nhiều người ở Long An, Tiền Giang đã về quê bằng xe máy, dần dẫn đến ung ứ tại các chốt kiểm soát. Trước tình trạng trên hôm 30 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An tiếp tục kiểm soát người ra vào, không để người dân tự phát rời khỏi địa phương đến nơi khác do diễn biến dịch ở khu vực này vẫn còn phức tạp. Dịch đã nhiễm sâu trong cộng đồng. Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định địa phương chỉ gỡ bỏ toàn bộ các chốt trong nội đô, song vẫn duy trì 12 chốt chính và 39 chốt phụ giáp ranh các tỉnh. Lực lượng tuần tra sẽ phối hợp với công an địa phương kiểm soát người ra vào thành phố tại 51 chốt chặn này. Liên quan đến biện pháp giải quyết cho người dân rời thành phố về các địa phương khác, đến sáng ngày 1 tháng 10, phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có chủ trương đưa đón những người dân có nhu cầu về miền Tây. Người dân sẽ được đưa về quê bằng xe khách, xe máy cá nhân của họ sẽ được vận chuyển bằng xe tải. Lực lượng chức năng bắt đầu yêu cầu bà con tập hợp theo từng tỉnh thành phố để được đưa về quê thưa quý vị năm tháng gần nửa năm thành phố hồ chí minh và cả nước đã vất vả chống dịch giờ đây virus đã dần được kiểm soát nhờ hàng loạt các biện pháp đặc biệt là nhờ vào tiêm chủng việt nam và thành phố hồ chí minh quyết tâm tận dụng thời cơ vàng này để tái mở cửa chạy nước rút vực dậy kinh tế trong cuối cuối năm dù vẫn hết sức thận trọng và không chủ quan cùng lúc đó tiêm chủng từ tấm khiên phòng thủ đã trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất để chúng ta vùng lên phản công và hy vọng đẩy lùi được chủng virus corona quái ác này Phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là cập nhật về tình hình tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19. Chiều ngày 29 tháng 9, có 740.000 liều vaccine Sputnik V do Quỹ đầu tư trực tiếp Nga cung cấp cho Việt Nam đã về đến sân bay nội bài Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tiếp nhận số lượng lớn vaccine do Nga chế tạo. Sputnik V đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng khẩn cấp vào ngày 23 tháng 3. Vaccine này được phát triển dựa trên nền tảng vector adenovirus, một liệu trình hai mũi tiêm cách nhau 3 tuần. Kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy vaccine Sputnik V đạt hiệu quả 91,6%, hiệu quả 91,8% với tình nguyện viên trên 60 tuổi. Sau khi tiêm 98% tình nguyện viên có kháng thể chống lại COVID-19. Việt Nam hiện đã tiếp nhận hơn 55 triệu liều vaccine COVID-19 các loại, chủ yếu của AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm, một lượng nhỏ vaccine Sputnik V do Nga tặng. Đến ngày 28 tháng 9, cả nước đã tiêm hơn 42 triệu liều vaccine, trong đó khoảng 9,5 triệu liều là mũi 2. Thủ tướng Chính phủ cũng vừa quyết định bổ sung hơn 3.200 tỷ đồng cho Bộ Y tế để mua và tiếp nhận 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Verocell của tập đoàn Sinopharm Trung Quốc. Trong đó, sử dụng 1.237 tỷ đồng từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp y tế, còn lại năm 2020 của Bộ Y tế đã được Quốc hội đồng ý cho chuyển nguồn để mua vaccine phòng chống dịch và quyết toán vào chi ngân sách nhà nước năm 2021, sử dụng hơn 1.900 tỷ đồng từ quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam. Thủ tướng giao cho Bộ Tài chính xuất quỹ theo quy định. Bộ Tài chính Bộ Y tế sẽ chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo. Và Bộ Y tế cũng mới đề nghị các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19. Do từ nay đến cuối năm, vaccine sẽ cập bến về nước số lượng lớn. Đáng chú ý, trong văn bản do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ngày 28 tháng 9, Bộ Y tế cho biết trong những ngày gần đây, số vaccine tiêm chủng hàng ngày có xu hướng giảm. Trong khi đó, từ tháng 10 đến tháng 12, Việt Nam có thể sẽ tiếp nhận số lượng vaccine nhiều hơn so với thời gian trước. Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho hay, các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ sẽ được ưu tiên phân bổ 54 triệu liều vaccine đến hết tháng 10. Để đảm bảo sử dụng vaccine đúng tiến độ tăng nhanh diện bao phủ, Bộ Y tế đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố xây dựng phương án kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực để triển khai tiêm chủng với số lượng lớn từ nay cho đến cuối năm. Bộ Y tế yêu cầu để nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên người từ 50 tuổi trở lên. Thưa quý vị, cuộc chiến chống dịch tưởng chừng không hồi kết, nhưng mỗi tuần lại có thêm hàng loạt các diễn biến mới đáng chú ý. May mắn thay trong tuần qua, chúng ta đón nhận nhiều sự kiện tích cực, chẳng hạn như thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều tiêu chí kiểm soát dịch bệnh, bắt đầu trở về bình thường mới. Cùng lúc thì việc tiêm chủng trên cả nước sắp được tăng tốc hơn. Dù vậy thì khó khăn vẫn còn ở phía trước, liệu tiến trình mở cửa có đạt được kết quả như kỳ vọng. Diễn biến dịch trong tuần đầu kết thúc, ai ở đâu ở yên đó sẽ chứng kiến sự tăng giảm F0 như thế nào? Công tác tiêm chủng ở các địa phương có thuận lợi hay khó khăn gì? Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những vấn đề này trong các bản tin COVID-19 phát sóng mỗi sáng và trưa trên kênh FBNC. Còn bây giờ chúng tôi xin được khép lại tiêu điểm FBNC ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.